Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử thiện hữu tri thức gần xa. Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại chùa Phước An, ấp Dòng Quéo, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Ba Tri đã long trọng tổ chức lễ an vị Phật và công bố trao quyết định bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Ánh Liên đảm nhận trụ trì để tạo thuận duyên về mặt pháp lý và phát huy năng lực điều hành Phật sự. Chùa Phước An là một ngôi chùa cổ với bề dày lịch sử hơn 100 năm. Theo tư liệu thì chùa Phước An được thành lập vào năm Bính Ngọ, tức năm 1905, do đốc phủ xứ họ Nguyễn ở Bến Tre phụng cúng, với mong muốn có một nơi để gửi gắm tâm linh, cũng là nơi cầu nguyện tìm về cõi lạc sau những giờ lao động miệt mài vất vả của bà con ấp Dòng Quéo, xã An Ngãi Tây nơi đây. Mái chùa trong thời buổi chiến tranh, do bom đạn đã đổ xuống mảnh đất này, chùa đã trở thành bình địa. Cho đến năm 1955, đến năm 1956, có đoàn du tăng khất sĩ do Hòa Thượng Thích Từ Huệ là trưởng đoàn từ Mỹ Tho đến nơi đây, hiệp cùng Phật tử Dòng Quéo tạo dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ để có nơi thờ tự học đạo nghe kinh. Do Đức Thầy giáo hóa theo hệ phái khất sĩ, nơi đây Đức Thầy đã thu nhận một đệ tử ở ấp Dòng Quéo hiện nay là cố Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, diện chủ tịnh xá Mỹ Đức tỉnh Tiền Giang. Lúc còn sanh tiền cũng tại nơi đây, Đức Thầy đã đắp y sa di cho đệ tử trẻ Huệ Hòa, nay là Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Trung ương. Hôm nay duyên lành hội đủ, Ngài cũng thân lâm về đây với tâm trạng đầy xúc cảm khi nhớ về cảnh cũ chùa xưa. Đúng 9:30, Ban Cung Nghinh đã cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Lễ Đài để cử hành lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư. Chúng con xin đảnh lễ cung thỉnh trên bằng chứng minh thứ nhất: Hòa Thượng Thích Giác Tường, Hòa Thượng Thích Huệ Tấn, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Huệ Ngộ, Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Thượng Tọa Thích Huệ Đức, Thượng Tọa Thích Trí Thọ trên vị trí bằng chứng minh thứ nhất. Và bằng chứng minh thứ hai, một lần nữa cho chúng con được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thuấn, Thượng Tọa Thích Minh Hoàng, Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đại Đức Thích Trí Thanh, Thượng Tọa Thích Minh Hiền, Thượng Tọa Thích Niệm Nhân, Đại Đức Thích Minh Thông, chùa Phật Quang. Và chúng con đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, An Tọa Dãy Bàn phía dãy chứng minh nhìn xuống bên tay trái, cung thỉnh Quý Ni Sư Chư Đại Đức Ni An Tọa phía tay phải bằng chứng minh nhìn xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng giáo phẩm chứng minh, ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị quan khách, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, thưa cùng quý nam nữ Phật tử, đầu tiên cho phép chúng con được thay lời ban tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và an vị kim thân Đức Thế Tôn đạo tràng chùa Phước An. Xin đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức giáo phẩm chứng minh, Chư Tôn Đức nhị bộ thập phương tăng già, cùng trân trọng tiếp đón quý vị khách quý chánh quyền nam nữ Phật tử bằng lời chào mừng kính trọng và đại hoan hỷ nhất. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể khách quý đạo tràng. An Ngãi Tây, một buổi sáng bình minh với tất cả niềm tin của người con Phật, ngưỡng vọng đứng Thế Tôn,
từ bi chứng minh cho Phật sự đối với một công cuộc trùng hân. Và sáng hôm nay với trọng trách của người sứ giả Như Lai tiếp nhận ý chỉ của chư tôn giáo phẩm chứng minh cùng kế thừa tông phong nghiệp tổ, nơi đạo tràng chùa Phước An chúng con hoan hỷ kính mừng và đón chào chư tôn đức, khách quý, lãnh đạo chính quyền cùng nam nữ Phật tử bằng một vũ khúc được dâng lên cúng dường và chào mừng lễ hội qua vũ khúc được mang tên Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang, được thể hiện trình bày qua vũ đoàn Nét Việt. Xin dành một tràng pháo tay. Hơn 2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh và loài khắp nơi từ bi hy xa thánh thơi nhẹ nhàng. Thế giới tình lạc bình an, chỉ niềm ơn đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, rừng xây đất nước mãi còn thơm hương. Vì thôi cô đã mở đường, thăng long thành phố các thượng vạn ơn. Trần nhân tôi anh quân, giữ nước rừng nước như dần vào Nam. Ngộ Phật lý thành Phật hòa, Việt Nam Phật giáo muôn vạn tiếng thơm. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Hai ngàn năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi hy xa thấy thơi nhẹ nhàng. Thế giới tình lạc bình an, chỉ niềm ơn đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Lý thái tổ đã mở đường, thăng long thành phố các thượng vạn ơn. Trần nhân cao anh quân, giữ nước rừng nước như dần vào Nam. Ngộ Phật lý thành Phật hòa, Việt Nam Phật giáo muôn vàn tiếng thơm. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Thượng vạn ơn, trần nhân công vì
thật lòng tri ơn. Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang, là dân Việt lòng tri ơn. Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào trọng. Được cảm ơn nhóm Nét Việt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm, hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đảnh lễ bái bạch chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Ngưỡng bạch chư tôn đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri. Kính bạch chư tôn thiền đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và huyện bạn. Kính thưa cùng toàn thể quý vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa cùng quý nam nữ Phật tử hiện diện. Chùa Phước An đã từ lâu lắm rồi gắn bó với hồn dân Việt, nhân dân của mảnh đất dòng quéo xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, luôn luôn lấy nơi đây làm điểm tựa tâm linh, an ủi ngày ngày tháng tháng cho cuộc đời này thêm được ý niệm chánh giác. Bà con bổn xứ trở về nơi mái chùa này với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Bửu Huệ, vị ân sư khả kính. Ngài xuất hiện giữa mảnh đất Ba Tri này để tiếp nhận ngôi chùa Phước An vào thời cuộc năm 1948 với chí nguyện tiếp tăng độ chúng và làm xiển dương Phật Pháp nơi mảnh đất hiền hòa này. Hòa Thượng luôn luôn gửi tất cả niềm tin chánh pháp vào nơi đây, mong rằng tông phong đệ tử sẽ thay Ngài kế thừa. Và cho đến hôm nay, tuy đã viên tịch nhưng không tịch giữa trái tim của những hàng đệ tử tông phong với chí nguyện xuất trần thường sĩ, mong được bảo lưu và gìn giữ ngôi nhà sáng làng Phước An này. Cho nên năm tháng trôi qua, bao nhiêu lớp trong tông phong kế thừa và cũng được sự thuận ý của chư tôn đức tông phong đã đề cử và đề đơn lên chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng chư chính quyền các cấp. Và hôm nay được sự thuận ý của chư tôn đức trong Ban thường trực Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri đã thương tưởng và giúp đỡ để cho một buổi lễ trang trọng nhất là trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên, người đã được tông phong tin tưởng, giáo hội luôn luôn gửi gắm niềm tin chính quyền các cấp và Ban trị sự Phật giáo Ba Tri luôn luôn ủng hộ. Vậy thì hôm nay Ban hộ tự và Phật tử đạo tràng cũng tâm đắc về đức hạnh và phạm hạnh của sư cô Thích Nữ Ánh Liên, nên tất cả đồng chung một ý niệm bầu người con Phật đảm nhiệm trọng trách thiêng liêng, trụ pháp để hoàng thừa việc Phật, vương gia để bảo lưu pháp bảo tàng kinh, cho thế gian này nảy nở những bông hoa tô điểm thắm cho cuộc đời bớt đi những phiền trược. Và kính bạch chư tôn đức, với gương hạnh của Hòa Thượng Thượng Bụ Hạ Huệ đã để lại cho tất cả tăng ni trong tông phong những niềm kính thương vô hạn, và giờ phút này với tất cả niềm tin hướng về nơi đạo tràng, toàn thể chư tôn đức
tăng ni đã trở về đây để chứng minh cho buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, và chính quyền cũng hân hoan tiếp nhận một thành viên mới của xã nhà. Để trong không khí trang nghiêm này, ngày 15 tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi, đạo tràng thành kính trang nghiêm tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì và an vị kim thân Đức Thế Tôn Như Lai. Đó cũng chính là lý do của buổi tương hội sáng hôm nay. Chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng được tuyên bố. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đạo tràng, cho chúng con được thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình của buổi lễ bổ nhiệm trụ trì và an vị Phật chùa Phước An sáng hôm nay với những mục như sau. Thứ nhất, tuyên bố lý do thông qua chương trình. Thứ hai, niệm Phật cầu gia bị. Ba, giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự. Bốn, dâng hoa cúng dường chào mừng đại lễ. Năm, diễn văn khai mạc của ban tổ chức. Sáu, lời phát biểu mãn nhiệm của ban hậu tự chùa Phước An. Bảy, đọc và trao quyết định của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An. Tám, trao ứng mộc điều hành tự viện cho tân trụ trì. Chín, lời phát nguyện của sư cô tân trụ trì. Mười, cảm tưởng của quý Phật tử. Mười một, phát biểu chúc mừng của lãnh đạo chính quyền. 12. Lời huấn từ của Hòa Thượng Tông Phong. 13. Tặng hoa và quà chúc mừng tân trụ trì. 14. Đạo từ của chư Tôn Đức ban chứng minh. 15. Cảm tạ của ban tổ chức. Và đến lễ an vị Phật sẽ cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm chứng minh nhị bộ tăng ni mời chính quyền cùng Phật tử sẽ quan lâm về nơi Đại Hùng Bủ Điền niêm hương bạch Phật, đảnh lễ tam bảo và hồi hướng công đức, khép lại hai buổi lễ bổ nhiệm trụ trì và an vị Phật, cung thỉnh chư Tôn Đức và mời tất cả đạo tràng sẽ thọ trai. Đó là tất cả chương trình của buổi lễ nói trên. Chúng con bạch trên chư Tôn Đức giáo phẩm, chư Tôn Đức tăng ni chứng minh, gửi đến toàn thể đạo tràng đồng liễu tri. A Di Đà Phật. Kính bạch đạo tràng, vào giờ phút này hướng niệm ân của Thế Tôn và cầu nguyện ngài giáng tòa để gia hộ cho buổi lễ được thành tựu tốt đẹp, chúng con kính thỉnh ban chứng minh nhị bộ tăng ni mời chính quyền cùng Phật tử khởi thân để niệm Phật cầu gia bị. Cung thỉnh chư Tôn Đức khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư Tôn Đức mời đạo tràng đồng an tọa. Chùa Phước An sáng hôm nay tăng ni và Phật tử chúng con thật vô cùng hoan hỷ khi đón nhận sự gia hộ của Tam Bảo và những từ đức vô vân từ chư Tôn Đức giáo phẩm chứng minh, chư Tôn Đức tăng ni pháp lữ, chính quyền các cấp đã trở về đây với một niềm tin rằng vị tân trụ trì nơi đạo tràng chùa Phước An sẽ hoằng thâm được chánh đạo, khai triển được tâm thức của chúng sanh, giúp cho cuộc đời thêm có những hương hoa giác ngộ giải thoát. Vậy giờ phút này trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chúng con xin được hướng về vị trí của bàn chứng minh thứ nhất
đảnh lễ cung kính được giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con đảnh lễ được cung nghinh sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Tấn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin đảnh lễ được giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Chúng con đảnh lễ được giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Ngộ, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con xin được đảnh lễ giới thiệu Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Đảnh lễ giới thiệu sự chứng minh của Thượng Tòa Thích Huệ Đức, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Đảnh lễ giới thiệu Thượng Tòa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre. Vị trí bằng chứng minh thứ hai của buổi lễ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ giới thiệu sự hiện diện chứng minh Hòa Thượng Thích Minh Thuấn, Phó Chủ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Minh Hoàng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, Trưởng Ban Tổ chức buổi lễ. Xin cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Minh Chí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ba Tri, Phó Ban Tổ chức buổi lễ. Xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri. Cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Niệm Nhân, Viện chủ Chùa Linh Phước Ba Tri. Cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Minh Hiền, Nguyên Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Ba Tri. Đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thông, trụ trì Chùa Phật Quang, huyện Ba Tri. Và chúng con xin được giới thiệu Chư Tôn Thượng Tòa Chư Đại Đức Tăng đến từ các Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri. Chúng con xin đảnh lễ sám hối và thành kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh vị trí bàn thứ hai của Đại Đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký Chánh Văn Phòng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con xin giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hạnh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. Xin giới thiệu Đại Đức Thích Minh Bủ, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Xin giới thiệu Đại Đức Thích Minh Nghi, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo quận Thủ Đức. Và Chư Tôn Thiền Đức Tăng đến từ các Ban Trị sự các tỉnh thành huyện bạn, Chư Tăng trụ trì các tự viện, chúng con xin cung kính được giới thiệu chung. Về Chư Tôn Đức Ni, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Sư Cô Tích Nữ Như Nguyệt, Phó Thư ký Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Xin đảnh lễ giới thiệu Sư Cô Tích Nữ Diệu Thành, Phó Ban Trị sự Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni Giới huyện Ba Tri. Đảnh lễ giới thiệu chung Chư Tôn Đức Ni, trụ trì các tự viện trong các tỉnh thành huyện bạn đã có mặt, và Chư Tôn Đức trong huyện Ba Tri xin dành một tràng pháo tay. Về đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự buổi lễ hôm nay cấp tỉnh Bến Tre, Ban Tổ chức trân trọng được đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của ông Hà Văn Tài, chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh ủy. Về huyện Ba Tri, xin trân trọng được đón tiếp và giới thiệu sự tham dự của ông Nguyễn Văn Mại, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện. Về phía xã An Ngãi Tây, xin trân trọng được đón tiếp và giới thiệu ông Mai Văn Bốn,
Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi Tây. Trân trọng giới thiệu ông Cao Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Và chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đại diện các ban ngành đoàn thể của xã và chi bộ ấp Dòng Quéo cũng đều tháp tùng chung đoàn để tham dự buổi lễ hôm nay, trân trọng được tiếp đón và giới thiệu chung. Ban tổ chức cũng không quên gửi lời chào mừng đến cùng toàn thể nam nữ Phật tử tại chùa Phước An cũng như các đạo tràng trong và ngoài tỉnh đã có mặt trong sự cung kính và hoan hỷ hôm nay. Xin chào mừng tất cả quý Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Đức, trong không khí hân hoan của buổi lễ này, cho chúng con được đón mừng quý Ngài qua những lẵng hoa tươi thắm để dâng lên Đức Phật chứng minh hiện tiền ban chứng minh đồng hứa khả dọn nạp, cũng như chào mừng cho buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng được mời phần dâng hoa của các bạn Phật tử. Hoa khoe sắc thắm để cho lòng con định hướng về Đấng Thế Tôn và bậc Tôn Đức chứng minh. Giờ này cho muôn phương đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rừng ánh đạo vàng. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thế Gian, ca ngợi Phật Pháp muôn đời. Ca ngợi Đấng Thế Tôn, ca ngợi Đấng Thế Gian, muôn phương ánh đạo. Từ Lộc xin được thay mặt cho Vũ Đoàn xin được một lần nữa kính chúc đến quý Chư Tôn, Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và tất cả quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc và sẽ có một buổi sáng thật nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng kính chào. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa cùng đạo tràng, trong ý nghĩa xuất trần để làm những việc Phật, trong tâm niệm là phải trải thân vì sanh chúng, người hành giả của Đức Thế Tôn bao giờ cũng chỉ nghĩ đến chúng sanh là trên hết. Dẫu đi giữa cuộc đời này gian khổ thế nào cũng vẫn kiên trung. Và sáng hôm nay, Chư Tôn Đức trong ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri chúng con đã giúp đỡ, hỗ trợ và quan tâm đến sự định trụ của một ngôi chùa, của một vị sứ giả Như Lai để hướng dẫn cho bá tánh và Phật tử trở về tu tập. Trong ý niệm quan tâm và giúp đỡ ấy, tất cả những vị lãnh đạo của huyện Ba Tri luôn luôn sẵn sàng sát cánh chung vai cùng đạo tràng chùa Phước An trong những thời gian qua để có được một sự trang trọng của buổi lễ như thế này. Ban tổ chức chúng con vô cùng hoan hỷ. Vậy giờ này để bước vào buổi lễ trang nghiêm, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tòa Thích Minh Hoàng, Ủy viên Ban trị sự tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, Trưởng ban tổ chức buổi lễ sẽ có những lời khai mạc của buổi lễ này. Cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn, Hòa Thượng Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn, Chủ Tọa. Kính bạch Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa lãnh đạo, đại diện chính quyền các cấp tỉnh, huyện Ba Tri và xã An Ngãi Tây. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng sáng hôm nay, lời nói đầu tiên là gửi đến Chư Tôn, Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn, Chủ Tọa, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng các cấp chính quyền, cùng toàn thể nam nữ Phật tử lời chào trân trọng nhất. Kính bạch Chư Tôn, Hòa Thượng Chứng Minh,
Kính bạch chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư tôn, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu các cấp chánh quyền. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa thân mến. Chùa đứng hiền lành từ thở xưa, hồn dân gửi gắm từ bao giờ. Trong giờ phút thiêng liêng này, thật là vô lượng kiết tường, vô lượng quan hỷ, trong niềm hạnh phúc vô biên, như suối nguồn tuôn chảy, như đỉnh núi tịnh về. Chúng con cảm nhận được không khí hùng tráng, sức mạnh hòa hợp trong tinh thần từ bi hội tụ tại mảnh đất Ba Tri, ruộng đồng bao la, nắng cháy mưa chang này. Từ đó chúng ta tin rằng mạch nguồn thầm thâm của đạo pháp, sự gia hộ của tam bảo nhiệm màu sẽ tiếp sức trợ duyên cho tâm nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh của chúng con sẽ thành như ý nguyện. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, vào giữa năm 2011, được tín đồ Phật tử nơi đây thỉnh về và được sự chấp thuận của quý cấp lãnh đạo chính quyền cùng sự trợ duyên của chư tôn thiền đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, sư cô Thích Nữ Ánh Liên đến từ ngôi chùa Phước An ở xã An Nghệ Tây, thân thương như tâm nguyện của bà con nơi đây nối nghiệp thiền quang, mong kế giảng khai lai, truyền trì mạng mạch, không ngại mệnh bạc tài thô, phát tâm trùng hưng ngôi tam bảo, tịnh xứ tàn cũ này. Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi, được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo chánh quyền, sự thương tưởng của chư tôn thiền đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, long trọng tổ chức lễ khánh thành an vị Phật và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên, thế danh Võ Thị Hiền, làm trụ trì chùa Phước An, ấp Dòng Quéo, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thạnh bởi đàn diệt phát tâm. Để thành tựu được sự nghiệp hoằng pháp di gia dụ, lợi sanh di bổn hoài, chúng con tin chắc rằng chỉ có niềm tin vào tam bảo thì sự nghiệp trên mới được thành tựu. Giờ phút này thay mặt ban tổ chức, chúng con hạnh phúc được chư tôn đức Quang Lâm chứng minh và gia bị, xin thành kính đê đầu đảnh lễ
cảm tạ tham ân và dân lên đây niềm tin vào ngôi Tam Bảo. Nhiệm màu kính chúc chư tôn đức pháp thể kinh an, đạo tâm thường lạc, niềm hân hoan trải tràn trong huyết quản. Chúng tôi nhớ mãi tấm lòng chư vị lãnh đạo chính quyền các cấp, bà con Phật tử gần xa đã trở về đây tham dự chúc mừng và góp phần thành tựu cho buổi lễ. Bổ nhiệm trụ trì tại chùa Phước An và lễ khánh thành An Vị Phật, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ khánh thành An Vị Phật và bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An. Kính chúc chư tôn giáo phẩm, tăng ni cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể nam nữ Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin đón nhận tấm lòng của chư tôn giáo phẩm trở về đây trong không khí hoan hỷ trang nghiêm này, vì có những lẵng hoa tươi thắm gửi về chúc mừng cho buổi lễ. Chúng con xin đón nhận lẵng hoa của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri. Xin trân trọng di chuyển vào bên trong và cung kính Thượng tọa Thích Minh Hoàng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, Trưởng Ban Tổ chức của buổi lễ hôm nay, gửi đến và trân trọng mời Sư cô Thích Nữ Ánh Liên giờ này ra cung kính để đón nhận. Xin hội chúng dành một tràng pháo tay và cung kính thượng tọa trở về vị trí, và sư cô đội trần thiết di chuyển lẵng hoa trở về bên trong. Kính bạch chư tôn đức, thưa cùng đạo tràng, trong những năm tháng hướng về chùa Phước An để hộ trì Tam Bảo và cùng với những người lãnh đạo tạm thời của chùa này để làm sao cho niềm an vui đến cùng sanh chúng, tất cả những quý vị trưởng lão thời xưa cho đến thời nay luôn luôn gửi tâm huyết cho ngôi chùa của làng quê, của xứ sở an bình trong những tinh thần hộ quốc an dân. Và trong buổi lễ này, trước khi được nghe quyết định của Ban Thường trực Phật giáo tỉnh về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An, thì trân trọng được kính mời các quý vị trong Ban Hộ tự chùa Phước An đối trước chư tôn đức cùng hội chúng để có những đôi lời mãn nhiệm của mình để giao trọng trách về phía sư cô. Mong tất cả các quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, kính quý vị lãnh đạo và các cấp chính quyền, quý quan khách và chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Kính thưa quý ngài, căn cứ theo bản gỗ khắc hiệu chùa Phước An tự bằng chữ nho là do đốc phủ xứ họ Nguyễn tên Thai ở Bến Tre phụng cúng vào tiết Trọng Đông năm Bính Ngọ, tức là 1905, thì biết chùa Phước An đã được tạo dựng tính đến nay hơn là 100 năm, trải qua nhiều lần tu sửa. Đến năm 2014, hội đủ duyên lành chùa Phước An làm mới, được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân xã An Ngãi Tây và được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Sở Xây dựng tỉnh cấp giấy phép xây dựng số 116 ngày 25 tháng 11 2014. Chùa Phước An tiến hành
hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thay Mặt Chính Nghĩa Chính 315 ơ ấp Phú Thành và xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đại diện bên chủ đầu tư là ông Võ Bá Tòng, trưởng ban hộ tử. Đại diện đơn vị thi công là ông Nguyễn Văn Chính, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thay Mặt Chính Nghĩa Chính. Thi công theo bản thiết kế một trệt một lầu, quy mô công trình cấp 2, nằm trong hạng mục xây dựng mới. Tiến độ thi công 120 ngày, kinh phí là 3 tỷ mốt. Chùa Phước An tổ chức về khởi công xây dựng ngày 6 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ dằm ngày 27 tháng 12 năm 2014. Trong khoảng thời gian xây công có chỗ cần phải sửa lại và thêm phần phát sinh, do đó kinh phí một ngoài định mức, tức là trên 3 tỷ mốt. Kính thưa quý ngài, đến nay là 20 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi nhằm ngày 15 tháng 12 năm 2019, như vậy là chỉ còn 12 ngày nữa là tròn 5 năm xây dựng. Mặc dù thời gian kéo dài nhưng hôm nay công trình viên mãn nhờ hồng ân tam bảo, nhờ sự ủng hộ của chư tôn đức, của chư Phật tử gần xa trong và ngoài nước. Ngôi Đại Hùng Bửu Điện đã hoàn thành tốt đẹp mà không còn món nợ nào. Xin kính báo lên để tất cả cùng mừng. Dạ nhân đây, con cũng xin thay mặt ban hộ tự long trọng tuyên bố, kể từ giờ phút này, ban hộ tự chùa Phước An, xã An Hải Tây giải thể, giao quyền lại cho tân trụ trì sư cô Thích Nữ Ánh Liên. Kính chúc chư tôn đức cùng chư vị hiện diện trong buổi lễ vô lượng an lạc. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử xá chư tôn đức và trở về vị trí. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, thương thay cho các cụ đã bao năm dài gắn bó với chùa Phước An. Và hôm nay trong nỗi mừng vui của người dân bổn xứ đã cảm động, cảm xúc bởi vì ngôi chùa này đã xây dựng 5 năm mới thành tựu. Vậy thì các quý vị đã báo cáo tiến trình là xây dựng chùa và cũng nói lên lời mãn nhiệm để cho sư cô Ánh Liên sắp sửa bước vào cương vị trụ trì của buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, thưa cùng toàn thể hội chúng, vị trí trụ trì một ngôi chùa là phải đủ đức độ và bao giờ cũng phải có đầy đủ tài để đảm trách tam bảo. Và trong những thời gian trôi qua, sư cô Thích Nữ Ánh Liên được tông phong luôn luôn tin tưởng, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre gửi gắm niềm tin, và Phật giáo Ba Tri cũng như chính quyền địa phương luôn luôn muốn góp phần trong giáo hội Phật giáo huyện nhà có một ngôi chùa thêm hơn với sự điều hành nhịp nhàng cùng sanh chúng. Vậy thì giờ phút trang trọng nhất này, xin trân trọng mời sư cô Thích Nữ Ánh Liên cùng ni chúng trong đạo tràng sẽ bước ra cung quỳ để chuẩn bị lắng lòng nghe quyết định của Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An và sự điều hành và tuyên đọc quyết định của Ban trị sự. Chúng con cung thỉnh Thượng tòa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự, Chánh thư ký
Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Chứng minh, Chư Đại Đức Tăng Chư Tôn Đức Ni hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các cấp chính quyền cùng quý nam nữ Phật tử xa gần về dự lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An, chúng tôi xin thay lời trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An hôm nay. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ban Trị sự số 44 UAD BTS Bến Tre, ngày 19 tháng 11 năm 2019 quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre căn cứ quyết định số 177 UAD HDTS ngày 6 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc công nhận thành phần nhân sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 6/2017-2022. Căn cứ Điều 32 chương 6 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc bổ nhiệm trụ trì các cơ sở của giáo hội. Căn cứ đề nghị số 34 ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An và công văn chấp thuận số 362 BTR ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre quyết định điều 1 bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Ánh Liên, thế danh Võ Thị Hiền, hiện hộ khẩu thường trú tại xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm trụ trì chùa Phước An, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Điều 2, Phó trưởng Ban Thường trực, Chánh thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, sư cô Thích Nữ Ánh Liên và Phật tử chùa Phước An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký nơi nhận. Như điều 2, để thực hiện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận huyện Ba Tri, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Ngãi Tây để biết và lưu văn phòng thay mặt Ban Thường trực, trưởng ban Hòa Thượng Thích Nhật Tấn đã ấn ký. Vừa qua chúng con tiên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho chùa Phước An, giờ này cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tấn, Phó Ban Trị Xích Thích Huệ Ngộ, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre trao quyết định cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên. Kể từ giờ phút này, sư cô đầy đủ pháp nhân pháp lý để trụ trì nơi chùa Phước An, lo trách nhiệm của giáo hội. Thỉnh Hòa Thượng trao quyết định. Tất cả hội chúng cho đàn pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sư cô chính thức được trụ trì nơi Phước An này, thay cho tổ thầy lo tròn trách nhiệm ở nơi đây. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở về bàn chứng minh. Tiếp theo vào giờ này, kính thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hoàng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, đến trước sư cô tân trụ trì trao ấn dấu để sư cô tròn trách nhiệm thay cho giáo hội, lo cho ngôi Phước An được thành tựu viên mãn. Kính thỉnh Thượng Tọa. Tất cả hội chúng cho đàn pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sư cô đã tròn trách nhiệm vào giờ này. Cung thỉnh Thượng Tọa trở về bàn chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời trong thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiên đọc quyết định, trao quyết định, trao khuôn dấu và kính chúc trên chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chứng minh và chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý quan khách, quý nam nữ Phật tử dự lễ hôm nay, kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự duyên thành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin đảnh lễ cảm niệm Thượng Tọa Thích Trí Thọ đã thay mặt cho thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã đọc và điều hành phần trao quyết định bổ nhiệm trụ trì sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, vào giờ phút này chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa trở về vị trí chứng minh. Với tâm nguyện của con đã được chư tôn đức tin tưởng giao phó một trọng trách trụ trì thật vô cùng cao quý đối với người chủng tự xuất gia. Giờ này để dâng lên chư tôn đức lời phát nguyện chân thành, xin trân trọng mời sư cô Thích Nữ Ánh Liên hoan hỷ gửi đến lời phát nguyện của tân trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, thường trực Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bến Tre. Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý, các cấp lãnh đạo chánh quyền. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, trong giây phút thiêng liêng trọng đại, lắng lòng nghe truyền dạy khẩu tuyên, con xin đối trước chư hiền đôi lời phát nguyện hiện tiền kính dân. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh bên đảnh trầm hương nguyện tỏa của buổi lễ bổ nhiệm này, con hết sức xúc động trước sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức và quý Phật tử cũng như các cấp chánh quyền. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ dân tộc. Quý ngài không quản ngại tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, thời giờ vàng ngọc cũng vì tình linh sơn pháp lữ mà quý ngài quan lâm đến đây để chứng minh cho buổi lễ bổ nhiệm trụ trì tăng thêm phần long trọng dành cho chùa Phước An. Kính bạch chư tôn đức,
Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, con phụ phục trước hình ảnh uy nghiêm khả kính của chư tôn đức giáo phẩm, thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bến Tre dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni, cũng như sự hiện diện của các cấp lãnh đạo, chính quyền và quý Phật tử gần xa. Xin cho con được dân trọn tấm lòng chí thành chí kính khi đón nhận sứ mạng thiêng liêng mà chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể quý liệt vị đã tin tưởng giao phó. Giây phút này đây, con ngỡ rằng mình như một kẻ quê hèn được diễm phúc đón nhận thánh chỉ của vua bang với nỗi lòng tràn đầy niềm hân hoan khó tả cùng với bao cảm xúc dân trào. Kính bạch quý ngài, con kính nghe chánh pháp nhãn tạng được truyền thừa bắt nguồn từ nhất hoa hiện thoại, thiền môn đạo mạch được trường tồn không ngà ngoài ngũ diệp lưu phương, dòng tàu khê nước chảy từ nguồn, pháp đốn tiệm sáng soi thiên cổ. Sở dĩ Phật pháp trường lưu cho đến ngày hôm nay là nhờ vào sự tiếp nối dày công con đường chánh pháp của đức tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nói truyền Thích Ca chánh pháp. Từ ngọn đèn này mà cố đại lão hòa thượng Thích Từ Huệ thắp sáng cho tứ chúng chùa Phước An này từ năm 1948, truyền thừa cho đệ tử cho đến ngày hôm nay tòng lâm hưng thịnh là do chư tăng ni với trọng trách hoằng truyền chánh pháp và hàng Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì tam bảo. Hôm nay con được diễm phúc cung kính đón nhận nhiệm vụ quan trọng trụ pháp dương gia trì Như Lai Tạng để tiếp ánh sáng nối mùi hương làm rạng rỡ tông môn quy hoàng Phật Nhật. Con vẫn biết chặng đường trước mặt còn dài xa và nhiều thử thách, nhưng con được núp mình dưới bóng đại thọ của chư tôn giáo phẩm, được sự hướng dẫn chỉ giáo của chư tôn đức cũng như sự trợ duyên giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền cùng sự trợ duyên và ủng hộ nhiệt tình của quý thiện nam tín nữ, thì dù khó khăn gian khổ, con xin nguyện dấn thân làm tròn trọng trách tốt đạo đẹp đời mà quý ngài đã ban cho con. Giờ đây con xin phát nguyện trọn đời lấy sự giải thoát làm mục tiêu, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy giới luật làm vị đạo sư, lấy chúng sanh làm trường hoạt động, lấy tình thương làm chất liệu xây dựng cuộc đời. Có như thế mới đền đáp phần nào ơn đức sâu xa của chư tôn đức. Trước khi dứt lời, con xin bày tỏ lòng tri ân tôn kính, thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn giáo phẩm, thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo, pháp thể khinh an, pháp hạnh duyên dung, pháp thân thường trụ, luôn hiện hữu lèo lái con thuyền giáo hội tỉnh nhà trên cuộc hành trình trở về bờ giác. Và xin kính nguyện chư Phật gia hộ chư tôn đức tăng ni tứ đại điều hòa huệ đăng tỏa sáng, hoàn thành sứ mạng đại Phật tiên dương phụng đạo ít đời, góp phần xây dựng một xã hội an vui thuần lương tươi sáng. Chúng tôi cũng không quên lời kính chúc quý vị khách quý, các cấp lãnh đạo chính quyền được dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường, hoàn thành tốt các công tác trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển nước nhà ngày một giàu đẹp. Và sau đây xin kính chúc quý nam nữ Phật tử thân khỏe tâm an, bồ đề tâm được kiên cố, vạn sự được kiết tường, luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nhất tâm kính lễ chư tôn giáo phẩm thiền đức tăng ni tam bảo. Xin mời sư cô và quý chư ni trở ra phía bên ngoài. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa lãnh đạo khách quý và thưa cùng Phật tử, niềm vui chung của tăng ni cũng như chính quyền cùng Phật tử hướng về chùa Phước An để chúc mừng. Còn có Phật tử tại bổn tự đã nhiều năm gắn bó, hôm nay trong sự hoan hỷ vui mừng, quý Phật tử muốn nói lên đôi dòng cảm tưởng của chúng đệ tử nơi đạo tràng chùa Phước An. Vậy giờ này xin trân trọng mời đại diện trong Phật tử dâng lời cảm niệm trong buổi lễ này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa lãnh đạo chánh quyền các cấp, quý vị khách mời cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, con xin thay mặt Phật tử chùa Phước An kính dâng lên chư tôn cùng quý vị mấy lời cảm tưởng. Đạo Phật truyền vào Việt Nam lâu đời, giáo lý Đức Phật đã ăn sâu vào lòng dân tộc. Trong sinh hoạt đời thường, ông bà ta rất gần gũi chùa chiền, nên nói rủ nhau xuống biển mò cua, lên rừng đốn củi, vào chùa nghe kinh. Nơi nào có người ở thì nơi đó có một mái chùa, nên nói mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Xã An Hải Tây cũng có một ngôi chùa tên là Phước An Tự. Ban đầu tạo dựng đơn sơ, cách nay hơn 100 năm. Trải bao thế sự thăng trầm sau giờ vật đổi, hết hưng thịnh tới suy tàn, thành trụ hoại không hẳn là quy luật. Mái chùa trong buổi chiến tranh nhân dân Việt Nam kháng Pháp, phần do bom đạn, phần bị mọt mối, mái đổ cột siêu, hư hoại hoàn toàn, trở thành bình địa. Mặc dù hoàn cảnh đổi thay, thăng trầm biến loạn, tình đoàn kết và lòng ngưỡng mộ Phật Pháp của người dân An Hải Tây vẫn âm thầm lưu chuyển mãi trong tâm khảm. Cho đến năm 1955-1956, có đoàn du tăng khất sĩ do Thầy Thích Từ Huệ làm trưởng đoàn từ Mỹ Tho đến đây, hiệp cùng Phật tử dùng quéo dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ để có nơi thờ tự học đạo nghe kinh do Thầy giáo hóa theo hệ phái khất sĩ. Nơi đây, Đức Thầy đã thâu nhận một đệ tử ở ấp Dòng Quéo, hiện nay là Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, viện chủ tỉnh xá Mỹ Đức, tỉnh Tiền Giang. Và lúc còn sanh tiền, Đức Thầy thường kể lại, cũng tại nơi đây, Thầy đắp y sa di cho đệ tử trẻ Huệ Hòa, hiện nay là Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương. Phật tử ngày càng đông, chùa trở nên chật hẹp, cần phải cơi nới nhiều lần. Năm 1994, Đức Thầy mở phòng thuốc nam từ thiện, dùng cây cỏ làm thảo dược để trị bệnh cho bà con. Phòng thuốc hoạt động đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần, tính đến nay đã 25 năm. Trung bình mỗi năm khám và điều trị trên 2.000 lượt bệnh nhân, hốt trên 15.000 thang thuốc. Mấy năm sau, Đức Thầy mở đạo tràng Bát Quan Trai cho Phật tử tập tu hạnh xuất gia một ngày trong mỗi chủ nhật hàng tuần. Hiện nay, chùa Phước An còn có nhiều tủ kinh sách Phật, chứa đựng hơn 200 đầu sách, gần 1.000 quyển, làm pháp dược dành cho tất cả những ai hữu duyên muốn xem
đều được xem. Kính bạch chư Tôn Đức, từ một ngôi chùa làng nhỏ hẹp, thỉnh thoảng mới có sư thầy về giảng kinh. Năm 2014, hội đủ duyên lành, chùa được đại trùng tu 5 năm, nay đã hoàn thành. Một ngôi chùa to, cao, rộng, uy nghiêm, nay lại được chư Tôn Giáo Phẩm Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri và quý vị lãnh đạo chánh quyền các cấp cùng chư Phật tử về đây chứng minh dự lễ an vị Phật, và đồng thời nghe công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên. Chúng con thật sự hết sức vui mừng. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành để khỏi phụ công ơn Đức Thầy khai hóa. Chúng con nguyện phụng đạo yêu nước, sống tốt đạo đẹp đời, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Phật tử chúng con nguyện cùng với sư cô Tân trụ trì Thích Nữ Ánh Liên theo đúng phương châm giáo hội đề ra: đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hôm nay Phật tử chùa Phước An một lần nữa lấy làm vinh hạnh được chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mặc dù đa đoan Phật sự vẫn dành thời gian về đây tham dự, trước là chứng minh cho buổi lễ thêm phần long trọng, sau là để thăm lại chùa xưa. Chúng con có món quà tâm linh kính dâng lên, mong quý ngài nhận cho. Hòa thượng về đây có nhớ chăng, năm xưa tuổi trẻ đã thành tăng, 17 xuân sanh tại Đức Giảng, đắp áo cà sa tại Phước An. Dù bao lâu nữa hình bóng cũ vẫn khắc trong tâm rất rõ ràng, điểm sáng từ đây lan tỏa mãi, kính dâng hòa thượng Thích Giác Toàn. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư Tôn Giáo Phẩm hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự duyên thành. Kính chúc quý lãnh đạo chánh quyền các cấp hạnh phúc và thành đạt trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Kính chúc quý khách cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử vô lượng an lạc như ý kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời chân tình của hàng Phật tử nơi bổn xứ quê hương đã gửi lên trên hội chúng và kính lệ các chư Tôn Đức đạo tràng chùa Phước An, giờ này đã được vinh danh vì trụ trì, và các Phật tử luôn luôn hứa nguyện sẽ sẵn sàng ủng hộ cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên. Đó là một tiền đề vô cùng hoan hỷ mà vùng đất An Ngãi Tây hôm nay đã có được, và mong rằng sự hợp tác của sư cô cũng như các Phật tử đồng cùng nhau để xiển dương chánh pháp nơi quê hương ngày một tốt đẹp. Kính thưa cùng toàn thể hội chúng, bên cạnh những sự quan tâm lo lắng về chùa Phước An này, không những có chư Tăng Ni Phật tử mà còn có chính quyền địa phương xã An Ngãi Tây hỗ trợ về mặt hành chánh và giấy tờ công văn để giúp đỡ sư cô trong các việc Phật sự cũng như bảo vệ an ninh trật tự của vùng đất quê nhà. Lại còn
cạnh bên để xớt chia buồn vui năm tháng với chùa Phước An. Trong buổi lễ long trọng trang nghiêm này, ban tổ chức chúng tôi nhận thấy có sự quan tâm tham dự của quý vị lãnh đạo chánh quyền của xã An Ngãi Tây. Vậy xin trân trọng được kính mời ông Cao Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Ngãi Tây sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên trong buổi lễ hôm nay. Trân trọng được kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức buổi lễ, kính thưa đại diện lãnh đạo của ban tôn giáo sở nội vụ của tỉnh, kính thưa đại diện phòng nội vụ huyện Ba Tri, kính thưa hòa thượng thượng tọa chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Quý vị đại biểu đã nghe vừa qua đã biết ngôi chùa Phước An của xã Nghệ Tây hình thành trên dưới 100 năm qua các thời kỳ. Các Phật tử đã giữ gìn được ngôi chùa đến năm 2014, được các cấp thường trực của Hội Phật giáo tỉnh, huyện, các Phật tử gần xa đã đóng góp để sửa lại ngôi chùa mà hôm nay chúng ta đã khánh thành, cũng như quý thượng tọa hòa thượng đã nghe vừa qua công bố kinh phí thời gian xây dựng trên dưới 5 năm. Trong 5 năm này phải nói là phần kinh phí cũng có phần gián đoạn, cho nên cái phần dưới mà chúng ta ngồi hôm nay thì đã làm trước, còn phần tầng trên thì trên dưới 2 năm mới có kinh phí làm. Do đó thì phải nói là chùa Phước An của Nghệ Tây thì là xã là vùng sâu vùng xa của huyện Ba Tri, giả lại người dân sống về nông nghiệp, cho nên cái phần ủng hộ của bà con Phật tử của xã Nghệ Tây thì có phần hạn chế. Cho nên cũng được sự đóng góp của ban thường trực giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện cũng như các mạnh thường quân trong ngoài nước ủng hộ mới có được ngôi chùa mà hôm nay chúng ta đã khánh thành. Song song đó, sư cô Ánh Liên thì cũng về đây cùng ban hội tự của chùa trên dưới gần 3 năm, cùng nhau với ban hội tự để xây dựng ngôi chùa cũng như là quản lý vấn đề kinh phí. Cho nên qua xây dựng chúng ta cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra. Cho nên ở đây thì cũng mong rằng đối với cái ban hội tự cùng sư cô Ánh Liên vừa qua đã đóng góp để xây dựng ngôi chùa, thì thay mặt lãnh đạo địa phương cũng xin chân thành biết ơn đối với ban hội tự của chùa Phước An của chúng ta. Tuy nhiên hôm nay được sự công bố của ban thường trực giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Bến Tre vừa công bố quyết định cho sư cô Ánh Liên, với niềm xúc động của sư cô phải nói là đây một cái nhiệm vụ hết sức là trọng trách và nặng nề. Bởi lẽ trước đây ngôi chùa của chúng ta thì chưa được khang trang chật hẹp, bà con Phật tử thì phải nói là đến chùa trong hai cái ngày rằm tháng 2 và tháng 10 thì phải nói là cũng có phần đông. Tuy nhiên qua xây dựng ngôi chùa này rồi thì thấy qua cái rằm tháng 2 thì chúng ta vẫn còn bị chật hẹp trong khi Phật tử về đây cúng, kể cả những nơi chiêu đãi cũng như là những nơi để cho các Phật tử để xe. Cụ thể như hôm nay thì các xe của các Phật tử ở các tỉnh bạn thì phải đến ủy ban gửi xe, cho nên cái này thấy cái điều kiện nó cũng xa quá. Cho nên dầu xa đi nữa nhưng ở đây thì đối với góc độ chính quyền địa phương cũng mong rằng
đối với sư cô anh Liên phải là nỗ lực nhiều hơn nữa, với một cái sự tâm huyết mà được Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh đã tuyển chọn, rồi hôm nay đã có quyết định phân bổ, thì mong rằng sư cô là có cái đầy cái quyết tâm, mà không ai khác hơn là cũng nhờ Ban Thường trực Hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh, của huyện, và cùng song hành đối với tất cả Phật tử trong và ngoài xã và các tỉnh lân cận để ủng hộ làm sao cho ngôi chùa chúng ta tu cho nó thành quả, và chúng ta sẽ giữ ngôi chùa này càng ngày càng phong phú hơn, và chúng ta cũng phải có trách nhiệm để sửa chữa ngôi chùa chúng ta có chỗ nào nó còn bị chưa có hoàn chỉnh, chúng ta kịp thời sửa chữa để cho làm sao ngôi chùa Phước An của chúng ta không phụ lòng đối với những hòa thượng thượng tọa đã dày công xây dựng cũng như là ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất và sự đồng hành của các Phật tử như tôi nói ban đầu. Cuối lời, thay mặt lãnh đạo địa phương xin chúc mừng đại biểu tỉnh, huyện, hòa thượng thượng tọa, đại đức là tăng ni, các Phật tử xa gần về đây để dự cái khánh thành chùa Phước An cũng như là cái dự lễ công bố là sư cô Thích Huệ Liên. Cuối lời xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Bằng tổ chức và đạo tràng xin trân trọng cảm ơn những lời góp ý chúc mừng của ông Cao Văn Hữu, đại diện lãnh đạo chính quyền xã. Xin trân trọng mời ông về vị trí danh dự. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa lãnh đạo chính quyền, thưa cùng nam nữ Phật tử, với niềm tin trong tông phong sẽ có người để hầu trì chánh pháp và giữ yên ngôi nhà chánh đạo của vùng đất An Ngãi Tây này, chùa Phước An giờ này đã vinh danh sư cô Thích Nữ Ánh Liên để làm vị sứ giả và hộ pháp cho tất cả những điều kiện Phật sự nơi đây được an lành trong chánh đạo. Vậy giờ này, với sự quan tâm của chư tôn giáo phẩm trong tông phong hệ phái, xin trân trọng mời sư cô Thích Nữ Ánh Liên và ni chúng bước ra quỳ trước chư tôn giáo phẩm để lắng nghe những vần thơ chúc mừng đến từ Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam sẽ gửi đến cho sư cô cũng như đạo tràng để mừng buổi lễ long trọng này. Chúng con đảnh lễ cung tỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh. Kính bạch Hòa Thượng Thích Huệ Tấn, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Kính thưa chư vị Hòa Thượng Thượng tọa trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre và chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện cũng như huyện Ba Tri tại địa phương. Kính bạch chư tôn đức tăng ni trụ trì, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh cũng như các nơi hiện diện. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý, lãnh đạo đại diện các cơ quan chức năng tỉnh, huyện Ba Tri và xã địa phương. Thưa toàn thể nam nữ Phật tử, sáng hôm nay nhà sư rất là xúc động được về dự lễ khánh thành an vị Phật và bổ nhiệm trụ trì
tại chùa này đây. Và cũng rất cảm ơn ban hộ tự của chùa, các vị đã nhớ ơn đức của Tam Bảo, nhớ ơn đức của Tổ Thầy. Và trong lời cảm tưởng của mình trong ngày lễ cũng đã khơi dậy cái đạo tình mà lúc nhỏ nhà sư có duyên được về thọ giới sa di của thầy Bổn Sư tại cái ngôi chùa này. Sau hơn 50 năm thì bây giờ mới có dịp trở lại. Cho nên rất kính ơn các đạo hữu và Phật tử trong ban hộ tự đã làm tròn cái trách nhiệm thiêng liêng của mình đối với đạo cũng như đối với đời. Và cũng nơi buổi lễ này, chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn đến chư tôn đức lãnh đạo tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bến Tre cũng như ban trị sự Phật giáo huyện Ba Tri và chư tôn đức tăng ni trong toàn tỉnh đã quan hỷ về, đã giúp đỡ cho chùa Phước An được nhận cái pháp lý từ lãnh đạo tỉnh cũng như huyện để được đại trùng tu ngôi chùa Phước An như ngày hôm nay. Và đồng thời chư vị cũng có quyết định để bổ nhiệm cho sư cô Ánh Liên trụ trì ở ngôi chùa. Để có đầy đủ cái tư cách pháp nhân và pháp lý để lãnh đạo ngôi chùa Phước An, nối tiếp cái công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát cũng như các bậc thầy hiền của mình. Đồng thời chúng tôi cũng hết sức kính ơn qua ban tôn giáo tỉnh cũng như sở nội vụ với phòng nội vụ tỉnh và quận và xã địa phương, các vị đã làm tròn cái sứ mạng thiêng liêng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tỉnh nhà, lãnh đạo huyện và xã nhà, trong đó giúp cho Phật giáo tỉnh nói chung và đặc biệt là tại chùa Phước An được đại trùng tu một cách khang trang và tốt đẹp như ngày hôm nay. Có thể nói là chư tôn đức tăng ni cũng như đồng bào Phật tử biết, chỉ có đất nước chúng ta hòa bình độc lập và sau hơn 44 năm, tức là bây giờ còn trong 4 năm tháng nữa là tròn 45 năm từ sau năm 75, thì đất nước đã từng bước xây dựng hòa bình. Và trong cái quá trình xây dựng hòa bình thì phải nói rằng là chính phủ trung ương, rồi nhà nước trung ương, rồi nhà nước tỉnh, huyện và xã đều gian khổ để mà vượt qua những cái thử thách trong cái quá trình xây dựng hòa bình sau thời kỳ đất nước nhiều chục năm chiến tranh gian khổ. Cho nhà sư lúc nhỏ mà mới có 17, 18 tuổi được về theo thầy Đức Thầy Từ Huệ để về đây dự cái lễ tự tứ tăng vào Vu Lan Bồn của giáo đoàn du tăng mà do Đức Thầy lãnh đạo. Về đây được mấy hôm, từ khoảng 13, 12, 13, 14 rằm. Cái năm đó ngôi chùa nhỏ, rất bình dị, trong một cái xã nghèo. Cho nên chúng tôi lớn lên mà đi hành đạo cả nước hoặc đi nhiều nước thì mỗi lần nhắc lại hồi nhỏ được cái về đây là không quên. Ấp Dòng Quéo, rồi xã Dòng Tre, rồi huyện Dòng Trôm của tỉnh Bến Tre. Cho nên trong lòng người rất nhớ và mong rằng có một ngày được về thăm lại ở đây. Cho nên là nghe Hòa Thượng Sư Huynh Huệ Tâm cho biết hôm nay ở đây bổ nhiệm trụ trì về an vị Phật, cho nên chúng tôi cũng cố gắng để sắp xếp
về thăm lại cái ngôi chùa xưa. Về đây thì đi con đường từ Bến Tre về Ba Tri, về dọc ngang qua dòng Trơm rồi vô qua dòng Tre để vô dòng Quéo. Chúng tôi rất là cảm động. Chỉ có đất nước mình hòa bình và độc lập ấy, thì mình mới có được như ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là cuộc sống những cái phức tạp, những cái nghèo khổ ấy, nó luôn luôn đeo đẳng mình. Là tại vì nước mình mà từ 25 triệu rồi lên 50 triệu, năm hòa bình chúng ta mới có 50, 52 triệu, bây giờ chúng ta gần cả 100 triệu. Cho nên cái nghèo khổ mà còn là chuyện bình thường. Rồi những cái phức tạp ở trong cuộc sống, gian khổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cái đẹp, cái phát triển của đất nước á, chúng ta cũng thấy rất rõ. Cho nên là rộng là chúng ta nhìn về đất nước, mỗi tối mà coi thời sự rồi các vị thấy dù cái phức tạp trong cuộc sống luôn luôn có, và những cái xấu, cái phiết của xã hội luôn luôn còn. Tại vì Đức Phật Ngài dạy là cái này sinh thì cái kia sinh, này diệt cái kia diệt. Cho nên hòa bình, độc lập và cái tốt nó tăng trưởng thì cái xấu nó cũng ẩn mình, nó tăng trưởng. Đó là chuyện hết sức bình thường. Cũng như mình già rồi mình khỏe hay mình mập hay mình đẹp thì cái bệnh nó cũng ngấm ngầm trong cơ thể của mình. Cho nên mong rằng là Chư Tôn Đức Tăng Ni, lãnh đạo Phật giáo trong tỉnh hay trong huyện nhà cũng như xã nhà, và kể cả nay mai trụ trì tại tỉnh xá cũng vậy. Hồi mình còn nghèo khổ á, thì nó thiếu, nhưng mà nó có những cái đẹp, những cái mạnh của nó. Rồi tới khi mình đẹp, mình khang trang thì nó có cái mạnh, cái đẹp của khang trang. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ phát sinh những cái khó, những cái gian khổ trong cái bước phát triển. Cho nên là sư cô trụ trì nhận cái trách nhiệm trước ban trị sự tỉnh cũng như huyện, thì mong rằng sư cô sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà mình phải vui là gì? Hồi mà về cái ngôi chùa cũ nó còn ọt ẹp, nhưng mà cái tinh thần của Phật tử tại xã nhà rất là lớn. Nhà sư cũng không, cứ lâu lâu về Mỹ Tho thì nghe sư huynh Huệ Tâm kể lại thôi. Nhưng mà về đây hôm nay thì mới thấy các đạo hữu Phật tử trong ban hộ tự á, có tuổi mà làm rất tốt cái chức năng của mình. Đó, cùng với sư cô trụ trì, tân trụ trì, để mà gánh vác cái việc đại trùng tu. Rồi được cái sự chứng minh của ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phật giáo huyện, và sự bảo bọc tinh thần cũng như vật chất của Hòa Thượng Huệ Tâm, mà chư vị Phật tử trong ban hộ tự đã làm tròn. Và tới ngày hôm nay các vị báo cáo quá trình xây dựng một cách hết sức là chu toàn và lại dễ thương. Làm 3 tỷ mấy và mất 5 năm. Thiệt ra thì 5 năm thì mình ở tại chỗ mình tưởng nó dài. Chứ nhà sư làm mấy cái ngôi chùa lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mất 10 năm cũng chưa rồi. Và nhiều 100 tỷ cũng không rồi. Thành ra hãy cái này sinh thì cái kia sinh. Mà Phật tử về xã nhà của mình, một cái xã vùng hẻo ở thành phố mà nghe nói dòng Quéo, dòng Tre, dòng Trơm mà đã là xuống mấy cấp, ta thấy được cái sự xa và nghèo. Nhưng mà bây giờ đất nước mình hòa bình, nghèo nhưng mà giống như ông bà mình nói, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo mà cái tâm đạo, cái lòng của mình đối với đạo pháp và dân tộc không nghèo. Chúng ta tán thán ban hộ tự một tràng pháo tay thật dài và hoan hỷ. Cho nên đường về mà hồi nhỏ nhà sư đi con đường lộ từ dòng Tre vô đây thì lộ đất đỏ. Bây giờ còn từ mà Bến Tre mà về đây cũng phải mất nhiều tiếng, lộ đá mà nó dòng. Đó, cái thời nhà sư còn nhỏ nhớ rất rõ vậy, đi rất là gian nan. Còn bây giờ thì đất nước mình hòa bình, nghèo là so với thế giới mình có những cái gì nó hơi chậm chậm. Chứ thiệt ra là luôn luôn mình ở chặng giữa.
giống như ông bà mình hay nói vậy đó. Ngó lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng mà ngó xuống á thì cũng chẳng ai bằng mình. Cho nên chúng ta quan hệ với đất nước mình, dù còn gian khổ thì phải cố gắng để vượt khổ và vượt những cái phức tạp thì chúng ta mới được tăng trưởng. Cho nên chúng ta cũng phải quan hệ đất nước chúng ta, tỉnh chúng ta, huyện chúng ta và xã chúng ta một tràng pháo tay thật dài để tri ân. Thì hôm nay chúng tôi nhớ đến cái ân đức của Tam Bảo, ân đức của Thầy Tổ mà hồi nhỏ mới có 17 tuổi được về ở đây dự một cái lễ, rồi cũng chính tại cái ngôi chùa này Đức Thầy mới cho thêm chúng tôi, ban cho chúng tôi thêm một tuổi để được 18, để được thọ y bát giới sa di trong nội bộ hệ phái. Và nhờ vậy rồi lớn lên, tại vì chúng tôi lúc nhỏ từ 62, 63, 64, 65 á, thì đi qua đi lại Mỹ Tho, Bến Tre, ở bên kia thì Mỏ Cày, hồi đó chưa có Mỏ Cày Nam Bắc, Mỏ Cày thôi. Ở bên này thì dòng Trơm, dòng Tre, dòng Quéo với Ba Tri, bên kia Bình Đại, tức là mấy cái huyện ở trong tỉnh nhà. Chúng tôi cũng có dịp đi tới đi lui nhiều năm, rồi cuối năm 65 á, chúng tôi mới về thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh á, cho đến ngày nay. Cho nên càng phục vụ cho giáo hội trung ương, phục vụ cho Phật giáo toàn quốc hay thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi trong lòng cũng không khi nào quên được Bến Tre và Mỹ Tho. Thì chúng tôi sinh trưởng ở Mỹ Tho. Và hãy nhớ Mỹ Tho, Bến Tre thì lại phải nhớ Mỏ Cày, rồi nhớ Ba Tri, rồi nhớ dòng Tre, dòng Quéo. Cho nên về thấy cái ngôi chùa Phước An mà lúc nhỏ mình có duyên được về nương cái bóng của Phật Pháp và nương cái bóng của Đức Thầy Bổn Sư để thọ cái y cái bát mà ngày nay được trưởng thành thấm thoát, bây giờ đã 54-55 năm đó mới được trở lại đây thăm cái ngôi chùa cũ. Và luôn luôn và về đây thấy ngôi chùa được Hòa Thượng Huệ Tâm kể rồi, nhưng mà về đây thì thấy rất là khang trang, tốt đẹp. Giống như lời phát biểu của ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã vừa qua, đã thay mặt có cái lời khích lệ, tán dương ở ban hộ tự cũng như sư cô trụ trì, và đã giúp đỡ cho ngôi chùa được mọi mặt để được có một cái hình ảnh đẹp như ngày hôm nay. Cho nên trưa hôm qua chúng tôi mới quyết định là sáng hôm nay phải sắp xếp đi về, thì mới làm mấy câu thơ để tặng cho buổi lễ ở đây. Bài thơ là Chùa Xưa Phước An như sau. Chúc mừng lễ an vị Phật lạc thành và bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thành tựu vô lượng công đức như sau. Chúc Phật giáo tỉnh Bến Tre mừng nay rạng rỡ Bồ Đề đơm bông, lễ tạ ân đức lạc hồng tổ tiên của mình, an cư lạc nghiệp non sông quê mình, vị thiền thơm ngát tâm linh, Phật thiên ban rải phước lành mười phương, lạc tâm lạc tánh chơn thường, thành như ý túc thanh lương yên bình, và thêm hương đạo hữu tình, bổ sứ nhân sự thiện sinh ta bà, nhiệm kỳ Phật quá lăng già, trụ vương gia pháp thiền gia nhiệm màu, trì Như Lai tạng thẩm sâu, chùa xưa quê mẹ nhịp cầu độ sinh, phước đức nhận rạng quá hành, an vui tự tại tường lành nhân gian, xã nhà như ý đạo tràng, an bình phú túc sen vàng long lanh, ngải nghĩa nhân đức thiên sanh,
Tây Đông nhuần thấm phổ thành phước duyên, quyện quận hòa thuận thảo hiền, ba đời tương hội nhiệm quyền truyền lưu, tri tâm tri tánh vô ưu, tỉnh tại lạc xứ thiên thu thanh bình, bến xưa đạo nghĩa hữu tình, tre trúc xanh biếc tâm linh quan thiền, thành kết chơn đế thắng duyên, tựu ngàn phúc quả thánh hiền tâm giao, vô sanh nhẫn pháp thượng cầu, lượng phẩm vi diệu hương màu hằng xa, công dày bát nhã ma ha, đức thầy từ huệ thăng hoa bóng hiền. Trước khi dứt lời thì nhà sư mong rằng ban hộ tự đã làm tròn cái chức năng khi chưa có bổ nhiệm trụ trì, cho nên cùng góp sức để đại trùng tu cái ngôi chùa Phước An. Và bây giờ xong nhiệm vụ thì mong các đạo hữu Phật tử trong ban hộ tự cũng chuyển mình cái chức năng cũng hộ tự, nhưng mà làm cái trách nhiệm hộ niệm để hộ giúp cho sư cô trụ trì. Chùa đã được trùng tu, trong xã nhà có một cái ngôi Tam Bảo đạo tràng khang trang, mà như ông chủ tịch xã cho biết á, ngày xưa chùa còn nghèo, đơn sơ bình dị, dân chúng cũng nương về để nương cái bóng mát của Phật pháp, hướng đến thiện lành để cầu nguyện cho quê hương đất nước được an bình từ cái thời còn chiến tranh, rồi đến hòa bình. Bây giờ đến hòa bình thì cũng tiếp tục để mà nương cái bóng mát của Tam Bảo để tự răn nhắc mình hãy sống hiền, sống thiện và làm tròn cái bổn phận của người dân có đạo, hướng đến cái công đức lâu dài là phụng sự đạo pháp, dân tộc và quê hương. Và sư cô trụ trì cũng vậy, đã nhận trách nhiệm trước giáo hội, trước tỉnh hội, trước huyện quận, thì mong rằng từ nay trở đi, nhìn cái ngôi chùa đẹp, nhìn cái ngôi chùa khang trang, nhưng mà chúng ta phải đem cái đẹp, cái hiền của đạo, giống như cái lời mà sư cô đã phát nguyện vậy, để mà chia sẻ với đất nước, với quê hương trong cái khả năng của mình. Thì nhân đây mỗi năm thì mong sư cô với ban hộ niệm cố gắng một năm á, mình có những ngày lễ lớn thì cái gì mà mình đã trùng tu chùa khang trang rồi, đẹp rồi, thì chia sẻ với xã nhà, huyện nhà một năm một đôi cái lần mà để làm từ thiện, tức là chia sẻ cho những đồng bào còn bất hạnh, còn nghèo khổ, tùy cái sức của địa phương. Nhưng mà 3 năm đầu thì nhà sư cũng cố gắng là mỗi năm sẽ hướng về chia sẻ một phần, để ít nhất mỗi năm thì cũng thưa với Hòa Thượng Huệ Tâm với sư cô trụ trì để biết là với Phật giáo tỉnh với huyện cũng hiểu là ráng cố gắng để ủng hộ cho địa phương một căn nhà tình thương đó trong 3 năm đầu. Rồi sau đó thì ni sư trụ trì tùy sức để mà cố gắng lo tiếp. Nhưng mà chúng ta được an lạc thì chúng ta biết bên cạnh mình còn nhiều ba tánh có đạo hoặc không đạo mà nghèo khổ, mà bên bóng mát của chư Phật, bên bóng mát của chư Tổ và bên bóng mát của đạo lành, thì chúng ta làm sao ráng thể hiện được cái tâm đức của Đức Phật, sống an lạc, nhẹ nhàng, từ bi hỷ xả để phụng sự cho đạo cho đời. Cầu nguyện chư Phật chư Tổ chứng minh hộ trì cho sư cô trụ trì và các đạo hữu Phật tử trong ban hộ tự hay hộ niệm luôn luôn được an lạc, để tiếp nối cái bổn phận thiêng liêng của người con Phật trước cuộc đời. Và xin chân lần nữa xin chân thành kính ơn chư tôn đức giáo phẩm chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh và lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng như ban trị sự Phật giáo huyện và xã nhà, lời chân thành kính ơn và chúc chư tôn đức luôn luôn dồi dào sức khỏe để phụng sự cho đạo pháp, dân tộc trong thời đại đất nước hòa bình và thanh bình. Và cũng thành kính
tri ân lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh và huyện cũng như xã nhà địa phương luôn được an lạc để mà lãnh đạo dân tộc, đất nước, trong đó có tôn giáo nói chung, Phật giáo mà các vị luôn luôn hỗ giúp đỡ để chúng ta lo góp phần hoàn thiện và xây dựng đất nước chúng ta trong thời đại đất nước hòa bình càng được thanh bình, an vui và hạnh phúc. Xin chân thành kính ơn và chúc sức khỏe toàn thể chư tôn đức, chư liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Tân trụ trì, thưa cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, như chúng ta vừa cảm nhận được, những giọt nước mắt của Hòa Thượng trong Tông Phong đã chảy về nơi quê hương Ba Tri này, thương kỷ niệm những con đường mòn thợ tráng niên tu đạo trở về với Phước An, là ôm ấp những kỷ niệm của thầy tổ ân sư, và thương sao Tông Phong này vẫn mong vĩnh chứng giữa cuộc đời này để làm một bông hoa tươi thắm dâng lên kính lệ Đức Thế Tôn và đem ánh sáng an lạc cho sanh chúng. Với sứ mệnh ấy, tất cả chúng ta thấy rằng tiền đề của những người đi trước luôn luôn hoài vọng canh cánh lớp kế thừa mai sau, xin dòng cảm xúc này hòa quyện giữa đạo tràng để mỗi người cảm nhận rằng trách nhiệm của người trụ trì là không phải việc dễ, là phải hy sinh, là phải trải thân vì chúng sanh nhân loại. Có được như thế mới không cô phụ lại những mong mỏi của tổ thầy và Tông Phong giao phó. Chư tôn đức trong lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre cũng như huyện Ba Tri tin tưởng rằng sư cô Tân trụ trì nơi Phật tử đạo tràng luôn luôn cùng nhau diễn dương rạng ngời Phước An từ ngày một khởi sắc và giúp đỡ sự an sinh của tất cả nhân dân bà con Phật tử nơi đây luôn được ấm no hạnh phúc, đem tất cả những công đức lành này cầu cho thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn để chúng sanh luôn luôn an lạc. Vậy giờ phút này tri niệm đức ân của Hòa Thượng và đảnh lễ cảm trọng hòa dòng cảm xúc của thời tráng niên, xin tất cả hội chúng dành một tràng pháo tay thật cung kính nồng nhiệt. Đệ tử trong Tông Phong hướng về chư tôn giáo phẩm đảnh lễ cúng dường tam bái. Chi tâm đảnh lễ chư tôn giáo phẩm Tông Phong, môn phái kính thành tam bái. Thầy kính mời các Phật tử chúng ta trở về vị trí, và sư cô Tân trụ trì Thích Nữ Ánh Liên sẽ nán lại để đón nhận sự quan tâm thương tưởng của chư tôn giáo phẩm qua những phần quà lưu niệm trong buổi lễ chúc mừng Tân trụ trì chùa Phước An sáng hôm nay. Phần quà trước tiên, chúng con xin cung thỉnh Tịnh Xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đức Trưởng lão Hòa Thượng đại diện cho Tông Phong, Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ gửi đến chúc mừng cho đệ tử Thích Nữ Ánh Liên trong ngày trọng đại hôm nay. Xin ban trần thiết di chuyển phần quà cao quý và ban nhạc khởi nhận khúc âm để chúc mừng. Và kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đại diện cho Tông Phong Tịnh Xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh gửi đến chúc mừng cho hàng đệ tử. Hôm nay với tất cả niềm tin gửi gắm, Tân trụ trì sẽ làm vẻ vang cho Đạo Pháp và cho Tông Phong. Xin dành một tràng pháo tay chúc mừng. Phần quà tiếp theo sẽ là phần quà của Thường trực Ban trị sự tỉnh Bến Tre. Chúng con xin đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Đức, Phó Ban trị sự trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre sẽ gửi đến. Xin cung thỉnh Thượng tọa.
và chúng con đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí chứng minh. Giờ phút này, phần quà chúc mừng của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre do Thượng tọa Thích Huệ Đức đại diện Chư Tôn giáo phẩm gửi đến chúc mừng xin trân trọng dành một tràng pháo tay thật dài nữa. Và những bôi ảnh thước phim kỷ niệm trong giây phút này rất trang nghiêm và long trọng xin cung thỉnh Thượng tọa về vị trí. Phần quà tiếp theo của Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thuấn sẽ đại diện cho Tông Công để gửi đến. Phần quà của Pháp viện Minh Đăng Quang và phần quà sau phần quà của Pháp viện Minh Đăng Quang sẽ là phần quà của tỉnh xá Bình Phước. Pháp viện Minh Đăng Quang, chúng tổ xin gửi về nơi phước an từ trong ngày long trọng của hàng đệ tử trong Tông Phong với ý niệm mong rằng chân cứng đá mềm vượt qua những gian truân để an lạc cho chúng sanh. Và xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng về vị trí chứng minh. Phần quà tỉnh xá Bình Phước xin di chuyển vào bên trong. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Ngộ, Phó Ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Sau phần quà của tỉnh xá Bình Phước là phần quà của Thường trực Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri. Xin mời chuẩn bị. Hòa Thượng tỉnh xá Bình Phước đang gửi đến tấm lòng về đệ tử trong buổi lễ hôm nay, xin trân trọng dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí. Xin đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Hoàng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức. Sau phần quà của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, chúng con cung thỉnh phần quà của tỉnh xá Mỹ Đức, Ban trị sự Phật giáo huyện Ba Tri gửi đến chúc mừng cho sư cô, xin dành một tràng pháo tay. Và cung thỉnh Thượng tọa về vị trí. Phần quà tiếp theo tỉnh xá Mỹ Đức, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Tâm xin gửi đến cho sư cô và mời đại diện. Và sau phần quà của tỉnh xá Mỹ Đức, trân trọng mời phần quà của tỉnh xá Ngọc Thuận do đại diện Phật tử trong đạo tràng sẽ đại diện Hòa Thượng để gửi tặng. Tỉnh xá Mỹ Đức, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vị ân sư cao cả quý kính đang gửi đến đệ tử mình trong ngày vui trọng đại này xin dành một tràng pháo tay. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Và chúng con thỉnh Hòa Thượng về vị trí chứng minh. Xin mời phần quà của tỉnh xá Ngọc Thuận, Hòa Thượng Thích Huệ Tấn, đại diện Phật tử của tỉnh xá Ngọc Thuận gửi đến phần bao thơ để chúc mừng. Xin dành một tràng pháo tay nữa. Xin cảm ơn trên Hòa Thượng và cảm ơn quý Phật tử của tỉnh xá. Và phần quà tiếp theo của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre xin mời anh Hà Văn Tài, chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh hoan hỷ gửi đến chúc mừng cho sư cô tân trụ trì chùa Phước An trong buổi lễ hôm nay. Phần quà tiếp theo là Thiền viện Ngọc Hạnh, tỉnh Vĩnh Long, xin kính mời sư Giác Minh chuẩn bị. Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre chúc mừng cho sư cô trong ngày trọng đại này, chúng tôi trân trọng thật nhiều sự trở về và kính tặng, xin dành một tràng pháo tay. Thiền viện Ngọc Hạnh tiếp theo, tỉnh Vĩnh Long, sư Giác Minh xin bước ra để chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Xin mời tiếp theo là Tổ đình Long Khánh Ba Tri, Đại Đức Thích Trí Sơn sẽ đại diện cho Thượng tọa trụ trì. Xin di chuyển Thiền viện Ngọc Hạnh, tỉnh Vĩnh Long.
với thâm tình từ tỉnh Vĩnh Long cũng trở về đây trong buổi lễ chúc mừng tân trụ trì chùa Phước An trong tông phong hệ phái. Vì giờ phút này xin trân trọng được đón nhận phần quà của tỉnh xã Ngọc Hàm. Xin dành một tràng pháo tay nữa ạ. Xin cảm ơn đội chúng. Chùa Long Khánh, tổ đình Long Khánh, huyện Ba Tri xin trân trọng gửi vào bên trong. Cung thỉnh Hòa Thượng về vị trí. Mời Đại Đức Thích Chí Sơn sẽ đại diện cho Thượng Tọa trụ trì tổ đình Long Khánh gửi tặng. Sau tổ đình Long Khánh là chùa Thắng Quang Đại Đức Thích Thiện Lạc. Chùa Long Khánh xin gửi tặng đến cho tân trụ trì chùa Phước An phần quà như khuyến khích đạo tình. Xin dành một tràng pháo tay nữa ạ. Và xin cảm ơn Đại Đức mời về vị trí. Chùa Thắng Quang Đại Đức Thích Thiện Lạc xin gửi đến. Và sau chùa Thắng Quang là chùa Linh Phước Ba Tri xin mời Thượng Tọa Thích Niệm Nhơn sẽ tặng. Và xin cung thỉnh, xin dành một tràng pháo tay chúc mừng của chùa Thắng Quang và mời Đại Đức về vị trí. Và chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Niệm Nhơn sẽ bước lên để tặng phần quà chúc mừng. Chùa Kim Cang gửi tặng với thâm tình pháp lữ, xin chúc sư cô luôn luôn hoằng Phật pháp, được luôn luôn hành thông Phật sự. Chùa An Phước Đại Đức Thích Thiện Sanh sẽ gửi tặng, xin cung thỉnh Đại Đức tặng quà xong trở về vị trí tham dự. Chùa An Phước Đại Đức Thích Thiện Sanh, trưởng ban từ thiện Phật giáo Ba Tri, sau chùa An Phước gửi đến chùa Tân Bủ, xin mời đại diện chùa Tân Bủ. Sau chùa Tân Bủ là tỉnh xá An Đức, thành phố Bến Tre, xin mời đại diện chuẩn bị tỉnh xá An Đức. Xin trân trọng gửi đến thay lời cho sư cô trụ trì Thích An Hiếu gửi tặng cho sư cô chùa Phước An một món quà lưu niệm. Xin dành một tràng pháo tay cho không khí buổi lễ được trang trọng và long trọng. Xin trân trọng mời tỉnh xá An Đức tiếp theo phần tặng quà hôm nay. Và một gửi đến chùa Long Phước, xin mời đại diện. Và xin cung thỉnh ni sư về vị trí. Chùa Long Phước xin cũng gửi tặng sư cô, chúc sư cô luôn luôn Phật sự viên thành. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nữa ạ. Và phần quà tiếp theo là của ni trưởng viện chủ chùa Bạch Vân và đại diện sư cô Thích Nữ Huệ Hân sẽ gửi tặng. Và quý vị phân ban ni giới tỉnh Bến Tre cũng đã có những phần quà, xin mời đại diện phân ban ni giới luôn ạ. Xin quý ni sư quan hỷ cho vì thời gian của buổi lễ có hạn. Và chùa Toàn Phước chuẩn bị, chùa Toàn Phước chuẩn bị sau phần quà của ni trưởng chùa Bạch Vân và phân ban ni giới. Xin chúc mừng vì có sự quan tâm của phân ban ni giới tỉnh Bến Tre. Mong rằng sư cô, tân trụ trì của chúng ta sẽ làm thành, hoàn thành tốt vai trò của người đệ tử Như Lai. Và chùa Toàn Phước xin quan hỷ bước vào bên trong để gửi tặng quà. Sau chùa Toàn Phước là tỉnh xá Đức Lộc, thành phố Mỹ Tho. Xin mời đại diện tỉnh xá Đức Lộc, thành phố Mỹ Tho. Và tỉnh xá Ngọc Trước, thành phố Bến Tre chuẩn bị. Chùa tỉnh xá Đức Lộc, tỉnh xá Ngọc Trước. Và xin dành những tràng pháo tay nữa đi ạ. Cảm ơn đại chúng thật nhiều trong ngày vui hôm nay của sư cô tân trụ trì. Tỉnh xá Ngọc Trước xin trân trọng chúc mừng sư đệ, một vị sứ giả của Như Lai trong buổi lễ hôm nay, thật vô cùng vinh danh chùa Phước An. Và kính bạch chư tôn đức, vì thời gian có hạn của buổi lễ cho nên ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh các chùa hoan hỷ có những phần bao thơ để tặng cho tân trụ trì trong buổi lễ hôm nay. Xin quý ngài lần lượt bước lên để tặng và chúc mừng cho sư cô. Xin cung thỉnh chùa Thắng Quang, chùa Vạn Linh và chùa Phật Quang, các chư tôn đức xin giải chứng minh hai. Chùa Thánh Quang xin cung thỉnh Thượng Tọa
và Chư Tôn Đức Giáo Phẩm trong Ban Thường Trực Phật Giáo Ba Tri, Chư Tăng Ni chủ trì các tự viện xin hoan hỷ cho chúng con quý ngài bước lên để chúc mừng cho huynh đệ trong ngày vui hôm nay. À, chúng con rất vô cùng cảm động vì sự quan tâm của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Chứng Minh. Chư huynh đệ Tăng Ni đã đến và dành cho chúng con những tình cảm rất ưu ái. Và giờ phút này chúng con chỉ mong Chư Tôn Đức hoan hỷ cho chúng con được gión gọn chương trình, bởi vì còn thời gian để lễ an vị. Xin hội chúng dành những tràng pháo tay nữa đi ạ. Chúc mừng cho buổi lễ hôm nay vừa khép lại phần chúc mừng và tặng quà. Chúng con thay mặt cho sư cô tân chủ trì đảnh lễ cảm trọng rất nhiều tấm tình của Chư Tôn Giáo Phẩm bậc ân sư Chứng Minh và nhị bộ Tăng Ni cũng như chính quyền các cấp đã quan tâm an ủi, và đặc biệt là quý vị lãnh đạo trong xã An Ngãi Tây cũng có phần bao thơ đã gửi ngoài bàn thư ký. Và xin dành những tràng pháo tay nữa để cảm ơn và trân trọng kính hoan hỷ ghi nhận. Giờ phút này xin sư cô hướng về Chư Tôn Đức để đảnh lễ cảm trọng tam bái và đảnh lễ chung Chư Tôn Đức Tăng Ni huynh đệ đã ưu ái và trở về đây chúc mừng tặng quà khuyến khích cho tinh thần của người tân sứ giả Như Lai. Và sư cô quỳ tại vị trí, mời nhị vị sư cô trong chùa Phước An bước ra, mời Phật tử chúng ta cùng bước ra quỳ trang nghiêm hướng về vị trí Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng Minh của buổi lễ. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa chùa Phước An, thưa cùng lãnh đạo chính quyền, thưa toàn thể hội chúng Phật tử. Hơn một giờ trôi qua, tất cả những ý niệm thương tưởng từ bi cao quý đã được hội chúng dành tặng cho sư cô tân trụ trì chùa Phước An. Trải qua dòng thời gian ấy, cảm xúc thật nhiều với những ân tình cao thâm thủy tận. Giờ phút này lắng lòng thanh tịnh để cúi đầu trước bậc tôn giả Như Lai trưởng thượng của tông phong, để lắng nghe những lời đạo tình khuyên răn sách tấn, làm kim chỉ nam trên lộ trình hoằng pháp lợi sanh, trụ vương gia trì Như Lai tạng. Chúng con đảnh lễ cung thỉnh lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ đến cùng đạo tràng cùng chùa Phước An trong buổi lễ hôm nay. Cung thỉnh Hòa Thượng. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô. Kính thưa trong ban đại diện Phật giáo Bến Tre. Thưa quý chư quan khách, Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi 2019, là ngày tại đạo tràng Tịnh Xá chùa Phước An được tái thiết lại, được tốt đẹp như thế này để làm lễ tấn phong trụ trì, tân trụ trì, và cũng như làm lễ an vị kim thân Phật tổ. Thưa quý vị, nếu nói về ngày trước, cách đây trên 50 năm, từ Việt Nam ở miền Nam đến miền Bắc, Việt Nam Nam tới miền Bắc, nghĩa là diệu dợi ngàn trùng xa khơi, từ Nam tới Bắc diệu dợi ngàn trùng xa khơi. Hôm nay thì Bắc Nam sum họp một nhà, Tăng Ni giải thoát lục hòa lo tu, tu hành thoát khỏi ngục tù, sao về thọ hưởng thiên thu niết bàn. Chân tu thành Phật, Phật là người tu học đạo bất phân nam nữ tướng, tu hành bất luận phú giàu bần nghèo, giàu nghèo sang hèn, ai tu cũng được. Người tu thì thành chân tu thành Phật, Phật là người tu. Ở trong cái quốc gia nào
nói về quốc gia Việt Nam, nói chung toàn thế giới đều có hai căn bản duy nhất. Hai căn bản này là gì? Một là quốc hồn, hai là quốc túy. Quốc hồn là cái đẹp của nước, quốc túy là cái, quốc hồn là cái hồn của nước, quốc túy là cái đẹp của nước. Quốc hồn là cái hồn của nước là sao? Quốc hồn đây, quý Phật tử biết đế đô chỗ Gia Long Minh Mạng, thiêu thị tiêu đức, lục đức ở đó, đế đô nghĩa là có cái tháp, gió đưa cảnh trúc là tiếng chuông đinh mũ cánh gà gió thương, họ thương. Đế đô quê chuông ngân rền, chùa linh tháp quý chuyển khai quốc hồn. Dân biết đạo là hồn của nước, nước có hồn dân mới khôn ngoan. Dân khôn nước được bình an, dân giàu nước mạnh muôn vàng quý thầy. Không có gì quý báu hơn đạo đức. Đạo đức biết rồi ngoan tợ gọi anh em, cũng như gọi anh em cũng ngoan, mà nước tương kho giúp tàu hủ cũng ngon nữa. Với dầu tàu hủ kho tương, để thêm chút muối chút đường cho thơm. Kho rồi nhắc xuống ăn cơm ăn chay ăn lạc hơn tôm kho tàu. Vậy thì quốc hồn của nước là hồn dân tộc. Quốc túy của nước là gì? Quốc túy của nước là từ Nam Quan chí mũi Cà Mau, nghĩa là hình công như chữ ếch. Lúc đầu gọi là Văn Lang Đời Thục, An Dương Dương gọi là Âu Lạc. Lúc bị Tàu cai trị gọi là Tưởng Quận Giao Chỉ, về Giao Châu Đời Đinh gọi là Lại Cầu Việt Đời Lý gọi là Lại Việt Đời, đến sau này gọi là nước Việt Nam. Thì nước Việt Nam từ Nam Quan chứ mũi Cà Mau, Bạc Liêu xuống cái bà Cà Mau đó, đừng có làm Cà Mau, ở trên Tây Ninh cũng có cái xã Cà Mau. Từ Nam Quan chứ mũi Cà Mau rộp một bóng xanh, nghĩa là hình công như chữ ếch đó, như tấm gấm tấm khảm, mà tấm gấm tấm khảm mà thêu thêm hoa càng thêm tốt. Mà thêu thêm hoa đây là quý ông nam thêu chứ quý cô thêu không có được. Thêu đây là những ngôi chùa, ngôi chùa Quán Sứ ở ngoài Hà Nội, hoặc là đi vô tới ở trong Nha Trang, lần hồi vô tới thành phố Hồ Chí Minh có chùa là Xá Lợi, chùa Việt Nam Quốc Tử, rồi đi lần tới ở dưới Cần Thơ đây, hay nó đông nó tay nó ngay tại nơi đây thì cũng có cái ngôi chùa này. Mà đi máy bay ngó xuống coi như là cái bông hoa mà theo mấy ông, nghĩa là nam đó theo quá sẽ đẹp, đẹp lắm. Đó là quốc túy của cái nước này. Vậy thì nước nào cũng có quốc hồn, nước nào cũng có quốc túy. Đó là nói về quốc hồn quốc túy. Vậy hôm nay quý Phật tử chiết những thị giờ quý báu thiên tư ni gia đình về đây đem tịnh tài tịnh Phật cúng dường đến ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho thế giới thanh bình, nhân sanh an lạc. Quý Phật tử là người ngoan đạo đối với ngôi Tam Bảo, mà cũng là người Phật tử hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Làm người có mẹ có cha, như cây có gốc mới sanh ra lá ra cành, mà cành lá đây là mình phải giống cha giống mẹ. Con giống cha giàu ba họ, con giống cha giàu ba họ, con giống mẹ sang ba đời. Vậy phải giống cha giống mẹ ha không? Thì con giống cha giống mẹ, con giống cha vào ba họ, con giống mẹ sang ba đời. Thì hôm nay quý vị đã chiết những thì giờ quý báo đương tư gia đình, mà bây giờ nó đã 11 giờ rồi, không có thì giờ mà nói thêm. Thôi thì chúc lành quý Phật tử hôm nay ngôi đạo tràng được tốt đẹp như thế này, tái thiết thế này cũng do nhờ chính quyền địa phương ở đây cấp cấp cho sư cô. Nghĩa là giấy tờ tái thiết lại ngôi chùa này được tốt đẹp như thế này. Giờ đây chư tăng ni chúng tôi với sư cô trụ trì đây cũng không biết nói gì và làm gì hơn, xin chính quyền nhận ra đây tấm lòng chân thành cảm tạ biết ơn của toàn thể nam nữ Phật tử và chư tăng chúng tôi. Cầu chúc cho chính quyền được vô lượng an lạc về tinh thần, vô lượng an lạc về tinh thần, được muôn vàng thể xác để phục vụ đồng bào nhân sanh cho đúng với câu đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Mô những lời cảm từ của hòa thượng trong tông phong với những niềm hoan hỷ tuyệt
nhiên đã làm cho đại chúng cởi mở tâm từ bi hướng về ngày trọng đại của chùa Phước An. Mong rằng sư cô trụ trì sẽ nương vào đức độ và phước lực của chư tôn giáo phẩm chứng minh để gửi gắm trong buổi lễ này và làm tròn tất cả những Phật sự, đặc biệt là sự an sinh xã hội của dân chúng nơi địa phương còn phát tâm dõng mạnh để hộ trì chánh pháp cho được vuông tròn, để không cô phụ lại thâm ơn của chư tôn đức giáo phẩm chứng minh trong tông phong cũng như tỉnh Bến Tre và huyện Ba Tri. Xin hướng về chư tôn đức giáo phẩm đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đạo tràng, hơn một giờ trôi qua, tất cả chúng ta đã hòa cùng tâm ý để chúc mừng cho buổi lễ hôm nay. Giờ này đã được thành tựu viên mãn. Chúng con muốn dâng lên đôi lời của ban tổ chức buổi lễ hôm nay đến Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh Bến Tre và các tỉnh thành huyện bàn, quý vị vị lãnh đạo chính quyền cùng Phật tử đạo tràng lời tri ân sâu sắc, cung thỉnh lời cảm tạ của ban tổ chức Thượng tọa Thích Minh Chí, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri sẽ gửi đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bái bạch Hòa thượng Thích Giác Tường, Quỷ viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Huệ Tấn, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Chứng minh Ban Đại trị Tỉnh Hội Phật giáo Bến Tre. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm, thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, chư tôn giáo phẩm thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Tri, chư tôn giáo phẩm thường trực Ban Trị sự các tỉnh thành. Kính bạch chư tôn túc Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, trụ sứ các tự viện. Kính thưa ông Hà Văn Tài, chuyên viên ban tôn giáo tỉnh Bến Tre. Kính thưa ông Nguyễn Văn Mãi, phó ban nội vụ của huyện Ba Tri. Kính thưa ông Mai Văn Bốn, phó bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã An Hải Tây, cùng chư tôn cùng quý vị lãnh đạo mặt trận, chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện Ba Tri, xã An Hải Tây, cùng thưa tất cả toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay trong bầu không khí vui tươi ấm áp, hòa hợp đoàn kết trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội tại đạo tràng chùa Phước An, xã An Hải Tây, ban tổ chức đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho sư cô nữ Ánh Liên. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, đạo Phật đã hòa nhập vào Việt Nam hơn 20 thế kỷ. Trong 2000 năm ấy, Phật giáo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc chống các thế lực ngoại bang để bảo vệ độc lập, hòa bình dân tộc, nhằm hộ quốc an dân. Với công lao to lớn đó của đất nước, của dân tộc, cho nên nhà thơ Huyền Không đã khẳng định mái chùa che chở hồn vân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quả thật chùa là một nơi để mỗi người đến tu học để thoát khỏi những sinh tử luân hồi u bi khổ não. Chùa còn rèn luyện đào tạo hướng dẫn cho mỗi người để đến tu học, để có cuộc sống chân thiện mỹ. Chùa là một nơi truyền bá giáo lý đạo Phật để mỗi người đến tu hành đúng chánh pháp, để có cuộc sống an vui, góp phần xã hội an lạc. Hòa nhập quyện vào dòng lịch sử, chùa Phước An đã thành lập đến nay hơn 100 năm. Trong thời kỳ biến cố thăng trầm, dường như chúng con ở Ba Tri vẫn biết là chùa này khoảng trên 60 năm, 50 năm không có trụ trì.
chỉ có ban hộ tự, không có trụ trì. Thì được cơ duyên đã đến, cho nên sư cô Thích Nữ Ánh Liên đã trở về đây để làm Phật sự, được sự tín nhiệm của ban hộ tự cũng như Phật tử, mới đề nghị lên ban trị sự Phật giáo huyện Ba Tri, ban trị sự tư thỉnh nguyện, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre ra quyết định để bổ nhiệm trụ trì cho sư cô Thích Nữ Ánh Liên. Hôm nay ngày 15 tháng 12 2019, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Kỷ Hợi, là ngày chính thức được bổ nhiệm trụ trì cho cô Thích Nữ Ánh Liên để đảm nhiệm vụ làm công tác Phật sự ở bổn tự này. Đáp theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức, chư tôn giáo phẩm thừa hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre, thường trực ban trị sự Phật giáo huyện Ba Tri cũng như các tỉnh thành đã về đây chứng minh buổi lễ hôm nay. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin đê đầu bái tạ với ngài, kính chúc với ngài pháp thể kính an, tuệ đăng thường chiếu. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị ban tôn giáo tỉnh, phòng nội vụ huyện, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã An Ngãi Tây cùng ban ngành đoàn thể. Dầu mặc dầu ngày nay là ngày chủ nhật, được quý ngài được giải lao, nhưng mà quý vị cũng vì đạo pháp văn tộc mà về đây để dự buổi lễ, với đất tình đó quý vị còn phát biểu đóng góp để nhằm mục đích xây dựng đạo pháp văn tộc. Với tấm lòng đó, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị được nhiều sức khỏe để lãnh đạo công cuộc đổi mới của đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị nam nữ Phật tử gần xa đã trở về đây dự lễ cũng như đóng góp tịnh tài tịnh vật. Chúc gia đình quý vị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát bạc, luôn luôn ủng hộ cho đạo pháp. Trong khi tổ chức, ban tổ chức chúng tôi cũng cố gắng hết sức làm những điều mà không thể không sao tránh những điều sơ sót. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức cũng như quý vị lãnh đạo nam nữ Phật tử hoan hỷ cho Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung kính trình tọa về vị trí. Kính bạch chư tôn đức, với thời gian trôi qua đã hoan hỷ thật nhiều, giờ này phần hành chánh của lễ bổ nhiệm tân trụ trì chùa Phước An đã được khép lại với sự hoan hỷ đạo tình. Buổi lễ tiếp theo sau khi hồi hướng công đức, chúng con sẽ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm hàng chứng minh và chư tôn đức tăng ni mời lãnh đạo chính quyền cùng Phật tử sẽ quan lâm, thân lâm về nơi chánh điện Đại Hùng Bổ Điện để nhờ đức chúng Như Hải chú nguyện sự an vị kim thân của Như Lai Thế Tôn. Vậy chúng con một lần nữa xin cảm trọng chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền cùng Phật tử đạo tràng, xin cung thỉnh chư tôn đức hoan hỷ khởi thân để hồi hướng cho buổi lễ hành chánh hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung nghinh, thành kính cung nghinh chư tôn giáo phẩm Quan Lâm Đại Hùng Bổ Điện. Giải thoát, giải thoát,
tỳ kiên hương quang minh văn đài thiên pháp giới cũng dường tam bào khắp mười phương. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế đêm đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian ai biết nẻo tu hành nhớ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ pháp kính lại pháp là phương giải thoát gông chân truyền thì ban từ xưa pháp tu chứng đăng kim giờ đó người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng kính lại tăng nghiêm trì giới luật hành tăng vô nhân văn thành bằng tự mình giác ngộ lý chân dâm người giác ngộ chuyên cần công tu. Ban nhà tâm kinh khi hành ban nhà ba la ngài quan tự tài soi ra tôn cùng thấy ra năm quần điều không bao nhiêu khổ anh khôn cùng đổ qua. Này xa lời tư xen ra không là sẵn đó sẵn là không đây sẵn cùng không chẳng khang sai không cùng sẵn cùng sanh tài như nhau thọ tương hành thức quân nào cũng như sắc quần một màu không không. Này xa lời tư ghi lòng không không ai không tăng giảm không trường thanh cùng không diệt cùng không sanh trong cái trường không vốn không nằm quân cũng không tại mùi lời ý thân vì hương ấy xuất phát cùng phần sanh thanh từ không ấy giới hạn mang nhìn đến không vô minh cùng vẫn không hết già hết chết và không ai có gì không có tầm diệt đạo kia trí huệ chứng đắc cũng là không không
Sở thành này sở đắc bởi không các vị Bồ Tát nương tùng tuệ năng tâm không ai còn chút ngại ngăn nên không ai còn chút băn khoăn sợ gì đạo điên ấy mong tương xa lìa liên ấy bàn mời đến bên kia bên bờ ba đời chư Phật sau xưa đấng thành chánh giác đã nhờ huệ năng trí huệ năng lực vô thượng đại thần cao siêu trí huệ năng lực có nhiều thân là thân chú trừ tiêu não phiền trí huệ năng lực vô biên dẫn đường dài thoát qua bên này giác ngàn liền theo lời chú thuyên rằng độ tha giác ngọt khắp trần chúng sanh phẩm kinh ấy còn mới đông rồi quyền đem phương đức dùng bồi chúng sanh người người thân tinh tu hành bên mê phong trong biến thành áo sen lý kinh sang suốt như đèn rồi vào tâm trí tối đen sáng liền nguyện con cùng pháp có duyên gặp người trí thức bàn hiền đồng tu ngày ngày tinh tấn công phu pháp đăng chẳng đế mở lô lành lùng cuối sinh này đứng Phật chân lòng con nguyện quyền chi gắn không tu trì nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật tự quy ấy Phật cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành phán lòng vô thường tự quy ấy Pháp cầu cho chúng sanh kinh luận hiểu rành trí huệ như biển tự quy ấy tăng cầu cho chúng sanh hiệp chung đồng tình chẳng hề trở ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, chư tôn giáo phẩm, chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể pháp hội đạo tràng đã nhất tâm tụng thời kinh cầu nguyện. Nguyện đem công đức này xin cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy, Pháp Luân Thường Chuyển, Tông Phong Vĩnh Chấn, Tổ Ấn Trùng Quang, thiên hạ thái bình, nhân sinh an lạc. Giờ này kính cung thỉnh, xin mời ban dẫn thỉnh bưng khay lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quan lâm khách đường dùng thiền trà giải lao, sau đó cung thỉnh quý ngài thọ trai.